còn giật. Một cây kìa, hai cây nữa cả nhà. Rồi để tìm gạn với mấy cây đi đi. Chở anh coi, kéo cái hôm lên trước. Trúc kinh nghiệm cả nhà ơi, kéo cái hôm lên trước rồi cái chai chìm ngấm luôn rồi. Ủa trời ơi, quá chua cả nhà ơi, chua không thể nào tương tự nổi. Dạ, Tiền mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Thì đầu video Tiền cũng không quên chúc cho đại gia đình thân yêu mình ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Hôm nay Tiền tiếp tục lên đường đi thăm lò cá. Cái luồng lò của Tiền hôm nay cũng được 3 ngày. Thì hy vọng sẽ có thành quả trúng cá cho cả nhà mình cùng xem. Cả nhà mình xem video cảm thấy hay và ủng hộ kênh cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo nha. Và bây giờ thì Tiền mời cả nhà mình theo chân Tiền thăm cái luồng lò này, cái thành quả nó như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà mình ngoài sau Tiền là nguyên cái địa hình nữa cả nhà. Rồi lên đường thôi. Rồi vẫn là cái lò cá đầu tiên nha cả nhà. Sáng sớm lạnh quá cả nhà ơi, Tiền tranh thủ đi thăm sớm vì còn chăm tôm nữa cả nhà. Ơi có cả nhà ơi, cá gì đây? Cá gì? Thôi được coi, một con cá lóc dày nha cả nhà. Ừ, cái lỗ lưới này rách nữa, lỗ lưới này rách. Khai là cái đầu tiên, con cá lóc dày. Chà bá luôn cả nhà, nè quá đã, ngon lành. Khai là cái đầu tiên. Mập ú luôn cả nhà, nè thấy không. Rồi tôi ốp máy ba cái rồi tiếp tục thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Dạ Tiền tiếp tục là mời đại gia đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Xa xa Tiền thấy cái lò nó khác biệt rồi cả nha, nó nhỏng đầu, nó nhỏng đít luôn, không biết sao đây. Cây đồ đấu ráo trời, cây xúc ra cả nhà ơi. Kìa cây xúc, ê còn cá cả nhà ơi, còn cái lò cá nó đó, đó cái lò cá nó còn giật nữa cả nhà, nó còn giật. Một cây kìa, hai cây nữa cả nhà. Cái lò này Tiền gạn biết mấy cây thế đi, chở anh coi, kéo cái hôm lên trước. Trúc kinh nghiệm cả nhà ơi, Tiền kéo cái hôm lên trước. Cá gì đây? Ôi trời ơi, vô cả nhà ơi, Hugo, vô Hugo rồi cả nhà, quá đã luôn. Ôi trời ơi, vô khủng hoảng tinh thần nữa cả nhà ơi. Con Hugo chà bá luôn, xuống cả nhà ơi, vô rồi. Ôi của nằm Tiền lại vừa lại thấy cái lợn nó bung cây ra, nó nhổng ngược lên trên là Tiền nghi rồi, mà không biết cá gì. Ôi trời ơi, con này còn 6-7 lạng á cả nhà, qua cho cái đầu hết, nó nổi cái đầu con cá. Dạ Tiền mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Ôi cái lò này trống rỗng, dạ Tiền tiếp tục mời đại gia đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cái lò này đợt rồi vô một cặp cá lóc mà cả nhà. Cả nhà mình xem thông cảm cho Tiền á, tại vì người ta chạy cái máy bơm nước á, chạy máy bơm nước ồn quá, nhà thông cảm nha.
là đợt rồi vô một cặp cá lóc, không biết đợt này sao đây, có cá nó tung tung nữa nè, không biết cá gì đây, đừng vô cá lóc kiến là được. Ôi đất ơi, ôi đất ơi, cá rô. Ôi, cá rô mè là tiền phái à cả nhà. Ôi đất ơi, cá rô mè. Dạ, mũi trắng. Để ốp máy cả nhà cả nhà. Cá rô mè, một con nhỏ với một con bự cả nhà. Trời ơi, cái lượng mập lúc được bạn khẽ hai con, không gì bằng cái rô đồng đó cả nhà. Đã mập ú ốc nóc luôn, quá đã rồi. Để tiền bắt cá ra rồi tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo nha cả nhà. Dạ, tiền tiếp tục mà cả nhà mình thăm cái loài cá tiếp theo luôn nha. Tiền thấy cái loài nó có u cả nhà. Nè. Tiền quay gần nè cả nhà, nè. Nó u thấy không? Nè nó u một bên một à. Đó. Cá này không biết bự không mà nó u thấy cũng nhỏ nhỏ à. Nó phải vô u không? Ơi có cả nhà ơi, không tiền nó mà tiền thấy à, có dấu u mà cá nhỏ chứ không bự. Một con cá lóc dày nữa nha cả nhà, nè nè đó, tiền thấy cái dấu u nhỏ, cái dấu u thấp mà chứ không có cao dữ. Cá lóc dày này cũng trọng trọng rồi cả nhà, nè cái mỏ nhọn nè nổi lên, có dấu một mà dấu cũng trọng trọng nhỏ nhỏ. Rồi để tiền ướp máy tiếp tục thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Quá đã. Có cá là đỡ mệt xíu. Dạ. Tiền tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo luôn nha. Rồi, cái loại của tiền bị lật ngửa lại luôn rồi. Có cá gì đây mà sao nó lật ngửa dữ vậy? Một là có cá, hai là người ta thăm. Sao đây? Ây da. Có cá nhỉ cả nhà ơi. Đó, 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 có cá cả nhà ơi. Có cá, có cá. Mấy con đây. Là của tiền lật ngửa rồi luôn cả nhà. Tiền mới lật lên nè. Mấy con đây. Trời đất ơi, vô rồi cả nhà ơi. Vô rồi. Ôi đất ơi. Ba con. Quá đã cả nhà ơi. Tại vì cái loại này là ngay đường đi á cả nhà. Ngay đường đi, ngay đường đi người ta dễ thấy lắm cả nhà. Hai con cá lóc với một con cá lóc dày, quá đã. Tiền lợi tiền thấy là cái lợi nó quay ngược, nó quay ngược xuống dưới là tiền thấy là mê mê rồi cả nhà. Tiền thấy rung rung trong người rồi, quá đã luôn cả nhà ơi. Xuống, quá đã cả nhà ơi. Hai con cá lóc. Trời ơi, con cá lóc này nó cắn lộn rồi. Cái da nó, cái dải nó sần hết ráo rồi. Con này thì còn nguyên, con này thì bự hơn, nó cắn cái con kia. Quá đã. Rồi tiền ốp máy tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo nha cả nhà. Hết mệt rồi. Ý, có cá cả nhà ơi. Trời ơi, có một con cá lóc dày. Một cá lóc dày nè cả nhà. Cái loại kia tệ quá, tệ tiền thay cái loại mới nè cả nhà. Loại tiền sửa lại, tiền gia cố lại, tiền thay. Tiền mới thay hôm. Tiền thay hôm một bên. Tiền đặt lại chỗ này. Một con cá lóc dày cả nhà. Rồi, để tiền ốp máy tiếp tục thăm cái tiếp theo nha. Rồi, xong luôn cả nhà ơi.
hết đặt được luôn rồi. Kìa, hai chiếc coupe làm đó cả nhà. Coupe phá nè cả nhà. Đồ xong hàng luôn. Tanh bành té bẹ rồi. Cái thằng đối tiện nằm đâu rồi không biết. Nguyên cái bằng rạch nè cả nhà. Cái bằng này không có trái. Có trái mà trái non không à. Có trái non á cả nhà. Không có trái chín. Cô tiền nghe mùi thơm thơm rồi nè. Có trái chín là chắc nó rụng hết rồi. Nè cả nhà. Cái bằng nè. Để tiền thử coi. Hy vọng. Ồ cái bằng này già cả nhà ơi. Bằng này nhỏ nhỏ mà già nha. Trời ơi. Tiền mời cả nhà ăn bằng nha. Quá chua cả nhà ơi. Chua không thể nào tưởng tượng nổi. Một cái bạc này quá trời cháy. Chua quá chua cả nhà, sáng ngày chưa ăn cơm. Mời đại gia đình mình tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo luôn nha cả nhà. Chà, tiền thấy cái lò này nước nó đục đục nè. Không biết có cá rồi. Con gì trong đây là nước nó đục đục nè cả nhà. Nè, nước ở đây đục đục nè. Đó. Hy vọng là cá. Cá bự coi. Nước nó đục đục. Ê, có cá lóc cả nhà ơi. Thấy không? Tiền nghi à. Nước đục đục mà. Cá lóc nữa cả nhà. Quá đã. Ngon lành ngành đạo. Trời đất ơi. Quá mệt. Quá đắm đuối cả nhà. Đôi bụng dữ lắm rồi. Rung mình rung mẩy hết trơn. Cá lóc nè cả nhà. Rồi để tiền ốp máy tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo nha. Dạ. Tiền tiếp tục mời đại đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn nha. Có con đây mà nhỏng nhỏng đây. Trời ơi. Mấy cái sặc nữa. Cái sặc nữa cả nhà. Rồi, tiền ốp máy tiếp tục thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Dạ. Tiền mời đại gia đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cái lò này có hiện tượng giật giật lò nữa như là cả nhà. Trời ơi, cái chai chìm ngấm luôn rồi. Ủa. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi. Má ơi. Trời đất ơi cái lờ. Trời đất ơi cá lóc cả nhà ơi. Trời đất ơi. Con này cá ký mấy đó mà. Con quá khủng cả nhà ơi. Trời đất ơi. Xuống xuống cả nhà ơi. Trời đất ơi nó. Cá nó quậy xúc cái nắp chai luôn. Trời đất ơi hô hô rồi. Cá lóc khủng cả nhà ơi. Trời đất ơi. Quá dữ rồi. Quá khứ trận này rồi cả nhà ơi. Cá lóc biết nấu luôn. Trời đất ơi. Dữ lắm này cả nhà ơi. Quá khủng. Cá lóc dài bằng cái lờ luôn cả nhà. Nè. Dài hơn cái lờ luôn cả nhà. Cái đuôi nó co lại luôn nè. Trời đất ơi. Khủng khủng cả nhà ơi. Quá dữ. Quá dữ cả nhà. Xuống xuống. Có xe người ta chạy tới nha cả nhà. Quá trời cá lóc.
cá lóc nó quậy súc cái nắp chai luôn. Tiền tiễn đâu à, ông Tí cắn cái chai nó bị lủng rồi mới vô nước chìm. Ai vậy không phải, nó quậy súc cái nắp chai luôn, cái loại chìm ngấm ở dưới luôn. Hên cả nhà, hên bữa nay Tiền đi thăm, Tiền để ngày mai là con cá này chắc nó ngọt rồi, cái loại chìm ngấm luôn. Ôi đất cui, cá này chắc mới vô rồi cả nhà, cái đầu nó chưa có chạy dữ, cá này mới vô luôn cả nhà ơi. Ôi đất cui, cá. Cả nhà mình cho Tiền review chút xíu nha, Tiền mừng quá cả nhà ơi. Còn cái này với còn cái nữa là hết lời rồi cả nhà, cả nhà mình thông cảm nha. Tiền mừng, Tiền quay lâu lâu một xíu nha. Rồi thôi, tránh mất thời gian cả nhà mình thì thôi, Tiền úp máy, Tiền bắt cá ra rồi mời đại gia đình mình thăm cái loại cá tiếp theo nha. Rồi Tiền sẽ về sẽ tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem. Con cá này 1 ký mấy ha cả nhà. Dạ, Tiền tiếp tục mời đại gia đình mình thăm cái loại cá tiếp theo luôn. Cái loại này cũng là cái loại cuối cùng rồi cả nhà mình ơi. Thì đại gia đình mình xem video của Tiền á, cảm thấy hay và yêu mến kênh của Tiền, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Tiền chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều vì thời gian qua đã đồng hành và theo dõi kênh Tiền nha. Thì chúc đại gia đình mình trong nước và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Trời ơi, cái loại này sao nay đen dữ ta. Này nó đen quá trời đen rồi. Rồi cái loại cuối cùng. Rồi Tiền sẽ về sẽ tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái loại này được một con cá sặc nha cả nhà. Để Tiền giặt bớt tới nước rong tới này là bảo đảm cái này có cá nha cả nhà. Tại hôm nay nước kém. Nay mùng nay 25 26 gì vậy cả nhà. Vài bữa nữa nước rong thì sẽ có cá. Nước kém quá, nước nó lớn nó lên không tới đây á cả nhà. Dạ, Tiền xin chào cả nhà thân yêu mình nha. Thì Tiền cũng mới vừa đi thăm lò cá về nè cả nhà. Nè, Tiền để trong cái bao nè cả nhà. Trước tiên Tiền đổ hai con cá rô ra trước. Thù nó phóng ra, Tiền đổ ra không kịp phóng. Khui hàng, trời đất khui. Vô cả nhà ơi. Lâu dữ lắm rồi mới thấy con Hugo này. Con cá lóc khủng này, á trời đất ơi. Lâu lắm rồi mới thấy con cá lóc khủng rồi cả nhà. Con cá này thù của cô cái đầu trình và trướng luôn. Con này cũng không thua như con kia. Con này được thì úp lại nó nhảy quá nhảy cả nhà ơi. Đó thấy không? Thì cái luồng lò hôm nay của Tiền tiếp tục lên tiếng trúng cá nha cả nhà. Vô con Hugo. Chà bá lửa luôn. Thì cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền cũng động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Để Tiền đếm mấy bao nhiêu con cá lóc. Thôi Tiền để trong đây đếm luôn cả nhà ơi. 1 con nè, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Hồi nãy có một cái lờ vô 3 con, 2 con cá lóc với 1 con cá dày. 2 4 5 con cá lóc với 1 2 3 con cá lóc dày. 4 cá lóc dày chứ. 1 2 3 4 với được 2 con cá rô. Ui da. 1 cá rô. 2 con cá rô với mớ cá sặc nha cả nhà. Nhảy quá trời nó nhảy. Rồi thì cái luồng lời của Tiền hôm nay trúng cá nha cả nhà, ngon lành cành đào. Thì cái video này cũng khá là dài. Tiền chúc cho đại gia đình thân yêu mình thật là nhiều sức khỏe nha. Và xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh, cho Tiền một đăng ký, một chia sẻ, một like để ủng hộ giúp kênh Tiền phát triển hơn nha. Tiền cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều vì thời gian qua theo dõi và đồng hành cùng Tiền nha. Thì cả nhà mình xem video á, cứ việc comment ở phía dưới, Tiền tranh thủ thời gian sắp xếp thời gian sẽ vào sẽ tương tác và đồng hành cùng cô chú anh chị nha. Thì
Rồi, Tiên xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình cái video tiếp theo nha.